小兵好海峰新桥高板朝门走来 Weekend Double Wish 耶耶耶耶耶明天老嘎子欢迎 Double Wish 耶呀呀呀对不对回峰呀回峰呀嘎子拜托哦哦マクナル、ミンヤラ、マクドナルド、ミンヤラ大事だ。マクナル、マクドナルド大好きです。現在リオラ、ナイラ、こうおっさんファンもんや。ね、ガズモンハンク、モハンバーガー、ハンバーガーと、テンラ、バーガー、ピザ、ガズリラ。ฟ้อล่ะจากสามเวียดนามเนี่ยจากจำที่ฟ้อที่งอนเนี่ยอาการจะถึงทางฟ้อเนี่ยภาษาญี่ปุ่นบางการที่ฟ้อกึมงอนเนี่ยรวยมึงเลยอันทูดีเนี่ยเมื่อรวยจ้าไปไปไปแค่แบบเบอร์เกอร์ที่ฟ้อนะนี่ผมไทยหรือฝาเนี่ยใช่ฮะผมก็ฝาฮะอ่ะเอ๊ะนานนานจึงบะแฮมเบอร์เกอร์ว้าวมาแค่ไหนล่ะบันไลล่ะคงฝาแบบปิ้งตุ้งเนี่ยฝาปิ้งตุ้งล่ะเมาหน้าละว่าแค่ไหนล่ะนึ่งอ่ะโอ้ฮุ่มบีก็ฮุ่มบีฝาเนี่ยมาจากช่างฝาบอกเนี่ยทวีล่ะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์ล่ะติดบอกเนี่ยฮุ่มบอกI have a pho. I have a hamburger. Hamburger with pho. Oh, it's good.小兵好海峰诶诶啊那这奶的毛笔发呢搞没然后汤呢Nên mọi người đoán được phở. I have a phở. I have a hamburger. Hamburger vị phở. À, ngon không? À, ngon. Chắc chắn là cái phở bò này. À. Cái này có nhiều mùi rau thơm nè. Nên bên McDonald's nói là cái này là hamburger vị phở nè. I have a phở. Bao nhiêu tiền? Là 69 nghìn nè. À, mình nghĩ là suất này nè là đặc biệt. Cái này là có vị phở nè. Là...vị phở là đặc biệt là có vị rau thơm nè mọi người cảm thấy là à bây giờ ăn phở nè đúng rồi hay là hành lá hả hành lá hả rau thơm nem mọi người thấy được phở này
chắc là người không thích là thơm thì thấy không ngon nhưng mà tất cả người Việt Nam thích phở đấy đúng không em chắc chắn là cái này thích nhỉ nếu có sốt marinade thì thấy ngon hơn và bánh này là được nướng cho nên là hơi hơi cứng nè không có mềm nè cứng nè không cao tiết bánh cứng nè nghe mà ngon nè tôi thật là hồi trước nữa trước đây là ở McDonald's Việt Nam có Samurai Burger không là bên Nhật Bản gọi là Teriyaki Burger là kazu ít hơn tại vì là nhiều người Nhật Bản thích Teriyaki Burger mà Samurai Burger là Teriyaki Burger có sốt hơi hơn một nhá là rất ngon nè. Cái này là có nhiều tiêu em hơi hơi bị mặn bị món ăn phở này không cần ăn hamburger bị phở nhưng cái này là thú vị em mọi người hãy ăn thử là một lần nè. Nếu mà cảm thấy ngon thì ăn nhiều lần OK, sự thật là Kazu thích McDonald's. Làm sao là rồi hamburger Big Mac nhỉ? Xin lỗi. Nhưng mà cái này là bên Nhật Bản là không khó nè. Chắc chắn không khó. Em Kazu lần này là trải nghiệm đặc biệt nha. Cuối cùng, buồn quá. Thật là lúc trước nè, Kazu nói là bình thường nè. Kazu thích teriyaki hơn cái này. Nhưng thật là món ngon thêm nem. Bây giờ là một miếng cuối cùng. Rất ngon. Hẹn gặp lại burger vị phở. Nhưng sự thật là Kazu có một cái nữa nha. Trời. Quá xin sự kiện nha. Các bạn ơi, các bạn theo Kazu nè. Hamburger vị phở là chắc chắn có vị phở nè. Ngon. Phở bò là ngon hơn hamburger vị phở nè. Mà cái này là theo Kazu nè. Là các bạn nghĩ như thế nào nè? Các bạn hãy ăn thử burger vị phở nè. Tại vì là phở là đặc sản Việt Nam nè. McDonald's nghĩ là chắc chắn hợp phở nhau hamburger và phở nè. Vậy đó là nếu mà bên Nhật Bản thì sẽ có hamburger vị sushi đúng không? Burger vị phở là để cảm hứng vị Việt Nam nên McDonald's làm rồi nhé. Và nếu mà mọi người ăn burger vị phở thì chắc chắn nhận thấy được vị phở và giống như ăn phở. I have a phở. I have a hamburger. Hamburger vị phở. Hãy ăn thử đi nha. Và Kazu thích burger vị phở. Cảm ơn đã xem chương trình này nha. Và nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nhé. Bye bye.